Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích và vai trò của Baseware. Theo như một báo cáo của IPAC, thực tế xảy ra tại doanh nghiệp như sau: nhân viên khi biết một điều gì đó hay hoặc một kiến thức gì đó mới, luôn lấy đó làm tủ riêng cho mình, không có sự chia sẻ với cấp trên, cấp dưới hoặc là đồng nghiệp. Chính vì vậy, chứng bệnh ngôi sao bắt đầu. Một nhân viên khi ra đi, dù bất kỳ lý do gì, họ cũng sẽ mang theo tri thức, mang theo cách xử lý vấn đề hoặc là phương thức làm việc mà họ nghĩ ra trong quá khứ. Và khi người mới đến, họ cũng không được kế thừa tất cả các tri thức mà nhân viên trước đó đã tìm ra, dẫn đến năng lực, nghiệp vụ, chuyên môn và tuổi đời của doanh nghiệp không được nâng lên bởi vì thiếu sự chia sẻ trong nội bộ. Vậy nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là gì? Đầu tiên có thể là do doanh nghiệp thiếu bản sắc về văn hóa chia sẻ. Tiếp theo là người lãnh đạo, người quản lý chưa nhận thấy được vai trò của việc hỏi và đáp trong doanh nghiệp, chưa thấy được vai trò của việc lưu trữ tri thức trong nội bộ của doanh nghiệp, dẫn đến là việc hỏi đáp và lưu trữ thông tin trong nội bộ của doanh nghiệp chưa được quan tâm và ưu tiên lên hàng đầu. Thứ hai, có thể là do người quản lý và lãnh đạo thực sự mong muốn là trong nội bộ có thể chia sẻ, tuy nhiên chưa tạo điều kiện hoặc là chưa có cách làm phù hợp để nâng cao khả năng chia sẻ và văn hóa học tập trong nội bộ của công ty. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp có thể nâng cao được văn hóa học tập, nâng cao được việc lưu trữ các tri thức về hỏi và đáp cũng như là các tài liệu của công ty? Và sau đây tôi sẽ mô tả Baseware với 4 lợi ích như sau. Thứ nhất, Baseware cho phép chúng ta tạo ra các thư mục và phân bổ chuyên gia cho từng thư mục. Để đến khi mỗi người nhân viên có câu hỏi, họ chỉ cần lên phần mềm chọn thư mục phù hợp là họ có thể biết ai là chuyên gia trong thư mục đó sẽ có thể trả lời câu hỏi của họ. Tiếp theo, Baseware có mục liên quan đến tri thức và tài liệu để doanh nghiệp chia sẻ những tài liệu tổng hợp được hoặc là những tài liệu mà do những cá nhân có kinh nghiệm đóng gói lại. Thứ ba, và đó cũng là văn hóa của Baseware, đó chính là khi chúng ta có một thắc mắc, chúng ta sẽ có thể đặt câu hỏi tương tác với chuyên gia trên phần mềm. Chúng ta có thể bình luận trao đổi với nhau trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng. Và nếu giả sử chúng ta có một câu hỏi, điều đầu tiên chúng ta thường làm sẽ là tìm kiếm coi trước đó có ai đặt câu hỏi hay chưa, và câu hỏi đó đã có câu trả lời hay chưa. Nếu chưa có, chúng ta sẽ bắt đầu đặt một câu hỏi mới. Và anh chị có thể hình dung, nếu mỗi người nhân viên trong công ty đặt một câu hỏi và mỗi một câu hỏi đấy sẽ có câu trả lời, và giả sử công ty chúng ta có 200 người thì đâu đó mỗi ngày chúng ta có thể có 200 tri thức mới. Và cuối cùng, để động viên cũng như là khích lệ tinh thần chia sẻ kiến thức, xây dựng văn hóa học tập tại công ty, Baseware sẽ có bảng xếp hạng để đánh giá thành viên tích cực đóng góp tri thức trong nội bộ. Lãnh đạo có thể dùng thông tin trên bảng xếp hạng này để thưởng thưởng phù hợp cho từng nhân viên, từ đó giúp nâng cao và khích lệ văn hóa học tập tại công ty. Vừa rồi là 4 lợi ích của Baseware, bao gồm phân bổ theo thư mục và chuyên gia. Thứ hai, đó là phân bổ về tri thức và tài liệu. Thứ ba, đó là khả năng tương tác tìm kiếm. Thứ tư, đó là bảng xếp hạng để chúng ta có thể tưởng thưởng nhân viên phù hợp. Và bây giờ, để anh chị có thể tìm hiểu rõ hơn về phần mềm, chúng ta sẽ cùng truy cập vào hệ thống. Để có thể truy cập vào Baseware, các anh chị sẽ chọn là square.base.vn. Khi truy cập vào đây thì các anh chị sẽ thấy được một giao diện với các câu hỏi và câu trả lời trong hệ thống. Cách sử dụng của Square là gì? Là khi mà chúng ta có thể là một nhân viên mới vô, chúng ta có một thắc mắc thì chúng ta sẽ tìm kiếm coi là trong quá khứ có ai đặt câu hỏi giống chúng ta hay chưa. Nếu mà chưa có ai đặt câu hỏi như vậy, hoặc là chúng ta tìm không thấy được tri thức mà chúng ta cần, thì chúng ta sẽ đưa chuột vào nút đặt câu hỏi và chúng ta sẽ chọn một cái chủ đề mà công ty chúng ta đặt ra. Ở đây có thể tôi sẽ có một chủ đề thắc mắc về chăm sóc khách hàng chẳng hạn, và tôi thắc mắc về kỹ năng chăm sóc khách hàng, thì ở đây đã cài đặt sẵn là người chuyên gia của kỹ năng chăm sóc khách hàng là chị Hà Trần, ví dụ như vậy. Và tôi sẽ ấn tiếp tục để đặt một câu hỏi mới. Đó là thao tác mà khi tôi không tìm thấy được một câu hỏi trong quá khứ và tôi sẽ đặt một câu hỏi mới. Sau khi tôi đặt xong câu hỏi thì câu hỏi sẽ hiển thị lên trang chủ và thông báo đến cái người chuyên gia. Họ có thể click vô câu hỏi và đưa câu trả lời lên trên này. Thì thao tác vừa rồi của tôi đó là đặt một câu hỏi và người chuyên gia trả lời câu hỏi đấy. Thì cái câu hỏi và câu trả lời của tôi ở đây sẽ trở thành một tri thức mới của công ty. Đấy là mục thứ nhất liên quan đến câu hỏi. Tiếp theo, thứ hai đó là phần tri thức. Nếu mà chúng ta có một kiến thức hoặc một cách làm hoặc một quy trình nào đó cụ thể và chúng ta muốn đóng gói lại để cho những bộ phận khác hoặc là những nhân sự khác có thể theo dõi, thì chúng ta sẽ ghi trực tiếp trong phần tri thức. Tri thức khác câu hỏi ở điểm đó là cái thứ mà chúng ta sắp ghi ra, chúng ta hoàn toàn biết nó là chính xác hoặc là có ích với người khác. Còn câu hỏi là khi chúng ta chưa biết câu trả lời hoặc là chưa biết phải làm như thế nào thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Và tương tự, phần tri thức này tất cả các thành viên trong công ty có thể truy cập vào đây để có thể tìm kiếm và tìm đọc cũng như là thu lượm lại kiến thức cho mình. Và mục thứ ba, phía sau mục tri thức đó là mục liên quan đến thư viện. Nếu tri thức là các kiến thức dưới dạng bài viết thì thư viện sẽ là nơi để tổng hợp các cái tài liệu hoặc là các cái cuốn ebook của công ty.
và một nhân viên mới vô họ cũng có thể tìm kiếm và đọc các cái ebook ở đây. Và sau khi chúng ta đã đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, chúng ta đã cung cấp các tri thức cho công ty và có nhiều người tìm đọc, chúng ta đã đưa các thư viện về các cuốn ebook của công ty và được nhiều người đọc, tìm hiểu và có giá trị, thì tất cả các cái điểm mà chúng ta được ghi nhận nó sẽ xuất hiện lên bảng xếp hạng. Thì chúng ta có thể dựa vào bảng xếp hạng này để đưa ra một mức thưởng phù hợp cho những người có tinh thần đóng góp để xây dựng văn hóa học tập của công ty. Và cuối cùng là phần chủ đề, nơi mà chúng ta sẽ cấu trúc ra tất cả các chủ đề, các chuyên môn nghiệp vụ của công ty cũng như là những người chuyên gia trong từng chủ đề. Để khi mà một nhân viên đặt câu hỏi, họ sẽ chọn một chủ đề phù hợp, giúp chúng ta có thể mô hình chung tự động sắp xếp tất cả các tri thức của công ty theo từng chủ đề cụ thể. Và để có thể tìm hiểu kỹ hơn về thao tác cũng như là cách sử dụng trên hệ thống, các anh chị có thể tìm hiểu video phía sau, đó là video thiết lập nền tảng cho Baseware. Vậy là vừa rồi, anh chị và các bạn đã được tìm hiểu về giao diện của hệ thống cũng như là lợi ích của Baseware. Video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.